Nó bấm mình với lại làm cái video. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn mọi người, người đã biết đến cái phần mềm mô phỏng Vector Fluency này, đúng không? Mô phỏng của khí nén, mỏng của khí nén. Và ta sẽ hiện tại thì mình đang dùng, mình không biết là bản mô phỏng này đời cao hơn thì sẽ như thế nào. Hiện tại mình đang dùng bản 3.6 thì nó có hỗ trợ kết nối với cả video sim, mà nó chỉ hỗ trợ với bản F7 300 thôi. Mình chưa thử có OBC thì như thế nào. Nếu mà OBC ok thì có thể kết nối được cả 200, nhưng mà mình cứ làm những cái gì mà người ta cho sẵn trước, đúng không? Đấy là kết nối cả 300. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cái việc kết nối với cả 300. Vì cái việc mình chạy máy ảo và phần mềm 300 của mình khi mình bật mô phỏng thì nó hơi lag mất độ khoảng một lúc, nên mình sẽ tạo bộ logic ở trên F7 300 trước. Mình chọn CPU bất kỳ, quen rồi mình chọn 313C lấy cho, rồi mình chọn ladder này và mình đặt ở đây là Petro thì đó, đúng không? Finish. Với những bạn mà mới mô phỏng thì mình đã có một cái video mà fix cái lỗi mà khi mình ấn start mà bên này vẫn stop, đúng không? Đó chính là do chúng ta chưa khai báo phần cứng kỹ, thì mình sẽ khai báo lại phần cứng. Nhưng ở đây thì mình đã khai báo OPS rồi, mình đã làm một lần và nó sẽ không bị lặp lại nữa, đúng không? Thì mình sẽ vào luôn bật ốc và chính là OB1. Mình lập trình bài toán đơn giản thôi, chỉ nhấn một nút thì xin anh tác động và ấn nút up thì xin anh nó sẽ trở về. Với việc mô phỏng này thì mọi người dùng hoàn toàn bằng input output nhé, bởi vì mình nhìn cho nó tiện thôi. Còn thì dùng mình mờ, nhưng mà với dùng với phần mềm 300 này thì mình không cần phải dùng mình mờ, vì bên mô phỏng mình mờ bên gì cũng vậy thôi. Vừa nãy mình có thử kết nối qua với cả nhìn ai nhưng mà không được, bởi vì ở đây nó chỉ hỗ trợ video sim cho 300 thôi, còn việc kết nối OBC thì mình chưa thử. Ok, giờ mình sẽ bật mô phỏng. Store này là mình run đó, bây giờ máy ảo của mình sẽ bị đơ một lúc, và tiện thể bên ngoài thì mình sẽ nói thêm về cái không khí nén này. Này thì mình sẽ chỉ nói về việc truyền thông thôi, mình sẽ không giới thiệu về cái khí nén này, bởi vì trên YouTube rất nhiều cái video nói về các phần mềm này rồi. Đây chỉ là những cái van này, với những bài toán này chúng ta chỉ cần mình quan tâm đến van. Van ok, và nó được rồi này, thì mình tiện đây mình sẽ nói luôn. Đó chính là mình sẽ dùng một cái van 5/2 nguồn 24V, nguồn 0V, 24 cho anh đây. Mọi người cũng có thể
Nghe này nó hơi cổ một tí. Mọi người có thể căn cho thẳng cho đẹp. Ở đây, căn thẳng, ok. Và mình ném cái bình khí. Mình sẽ cất khí vào chân ở giữa. Chân này mình sẽ khởi tạo, đó chính là ngõ ra. Ok, chân này cũng vậy. Ngõ xả đấy, xả khí. Và mình lấy một xi lanh tác động kép. Mình nhầm mất rồi. Đây mà nhầm. Sẽ lấy một cái xi lanh tác động kép. Mình muốn trạng thái đầu tiên của nó sẽ là xi lanh ở với trạng thái không đẩy ra. Mình sẽ đấu như này. Nếu mọi người muốn đầu tiên mà xin anh để ra thì mọi người sẽ phải đấu cái chân này, cái ngõ này, cái chân vào này, hay là chân xả. Để cái lốt BOC thì mình sẽ phải đấu lấy cái những cái bot output và input ra. Output này, input này. Và nút bấm thì mình sẽ phải đấu với cả output của ProSim này. Mình có thể tạm hiểu rằng output của nó chính là biểu thị sự bên ngoài, nghĩa là những cái ở bên ngoài. Và mình tạm hiểu như thế cho nó dễ nhớ, vì mình cũng không hiểu tại sao nó lại có kiểu ngược đời này. Và để tác động được bằng BOC thì nghĩa là mình sẽ dùng điện khi nén, thì mình sẽ phải dùng cái van điện, cái van tác động, van nam châm đó. Chứ mình nó cứ bị zip zip. Còn mình đặt nó là A. Tương tự thế, thì chỗ này mình sẽ phải dùng một cái, do mình chỉ dùng một cái van thôi thì mình sẽ phải dùng cái van tác động kép và có vị trí không. Thế là khi mình không tác động nữa thì mình trở về vị trí ban đầu. Mình sẽ dùng điện, ok. Và mình đặt đây là A. Cái input này chính là input vào mạch của mình. Output chính là từ bên ngoài vào, input chính là đấu bên trong mạch. Mình cứ hiểu như thế cho nó đơn giản, đúng không? Đây chính là cái mạch mình sẽ thiết kế ở bên kia. Tất nhiên là ở trong trong này của mình cài phần mềm rồi. Okay. Rồi đã được rồi nè. Giờ mình sẽ mô phỏng thử xem chương trình chạy ok chưa. Không này. Đó, ok rồi. Một này. Không. Đó, ok. Vậy chương trình BOC đã ok. Rồi đến khi nén. Vào đây xem có được không. Ồ. Cũng được ha. Thế thì mình sẽ nêu vào. Mình sẽ lưu ra ngoài này. Chính là 7.300. Đóng nó đi. Cho C và mình sẽ bết vào đây. Copy này, bết này, 300 đây rồi. Open và mình sẽ ra desktop 300 open. Ok đây ạ.
Và giờ muốn mô phỏng được BLC đầu tiên, mọi người vào option. À, mình quên mất, mình phải tải một cái phần mềm nữa, đấy chính là EZOBC 5.5.1. Mọi người cứ cài xong thôi, cài xong rồi kệ nó, cài những cái phần mềm bình thường. Ở đây mình đã cài rồi, mình sẽ không nói lại nữa. Đâu vậy, tôi vào option này, OBC, đây, mình vào đây cho mình, OBCDDE connection. Và mọi người tích vào cái OBC mode, nó đã tích sẵn rồi, mọi người ok. Đó, xong rồi, thì mọi người nhảy đúp chuột vào cái root cmount này, nhấn browse, thì tự khắc nó sẽ bật lên một cái này. Nó thì đầu tiên mọi người chưa chọn gì thì nó sẽ chọn đây, và mọi người phải chọn cho mình là process simulation in fruit sim, chứ nào mình chọn mô phỏng ở trên cái fruit sim này. Đây mình đã có một OVC kết nối, đấy là một. Bao giờ nó phải là hai chạm là đúng, đúng không? Và đây nó chính là F7 sim, cái này nó sẽ liên quan này. Mọi người để ý nhá, EB0, A0, EB1, A1 nó tương tự với như kiểu Y0 chấm kho Y0 này, Y0 này, đó. Đó, mọi người ẩn nó đi. Mọi người chọn VLC sim nguyên thôi, và cái này là out thì mình sẽ chọn là EB0. Mọi người kéo xuống cho mình, EB0 và ok. Ok, bên dưới thì sẽ phải là A0, VLC sim và AB0. Ok, mình chạy mô phỏng vào này xem sao. Overview một rồi ạ. Giờ mình sẽ chạy thử mô phỏng. Đây vẫn là một đó, đây là hai chứ nhỉ. Ok, không sao cả, cái nào nó vẫn chạy bình thường. Và để nhá, làm như thế nào để cho nó nhỏ nhỏ được, lấy được cả ba cái. Stop này, đó, đúng không? Phóng to này đi. Để cho mình để đi sim đây, thì mọi người sẽ nhìn thấy được có bấm hay không BLC đó. Mình có thể bấm vào đây này, 0.0 này, đó, tác động đúng không? Cái đường xanh đậm này chính là cái khí dẫn vào á. Đây nhìn đây nữa, rồi mình ok này, ok. Đó, hàm mới thì ấn nút ở đây này. Stop này. Đó, bên này nó cũng tác động. Start. Stop. Đó. Vậy là mình đã kết thúc bài hướng dẫn về việc kết nối F7300 với phần mềm Step 7 V5.5 đúng hơn, với cả khí nén.
Heptofluoxim 3.6 và với bản 4 chấm thì cũng là bình thường với cả 300 chưa các bạn thành công.